Tập 7. Ngô Khánh Vinh đột ngột bỏ mạng chắc chắn sẽ gây ra một vài chấn động. Đám đại ca giang hồ này chắc chắn sẽ có hành động gì đó. Trong tang lễ của Ngô Khánh Vinh, chắc chắn bọn họ sẽ cho người xuất hiện. Chúng ta tuy không có bằng chứng gì để bắt bọn họ, nhưng cảnh sát chúng ta cũng phải có sự cảnh cáo đề phòng bọn họ, nhân cơ hội gây thêm rắc rối, kiếm chuyện phiền phức. Vô cùng thương tiếc ông Ngô Khánh Vinh. Có vài cảnh sát đến ở bên ngoài linh đường. Đi lấy vài thùng nước cho bọn họ. Dạ, đại ca. Tang lễ của chú Vinh có mặt mũi thật đấy. Ngay cả cảnh sát cũng đến đưa tiễn. Anh Pháo, tôi ra ngoài coi thử. Chuyện phiền muộn nhất trên thế giới này chính là biết rõ hắn là tội phạm nhưng mà không bắt được. Chuyện còn phiền muộn hơn vậy nữa là anh bắt được hắn rồi, nhưng vì không đủ bằng chứng lại thả hắn đi. Được rồi, anh đừng tự trách mình nữa. Nhìn tình hình hôm nay, các nhân vật lớn nhỏ Quảng Hải đều sẽ đến đây. Hy vọng là đừng có chuyện gì. Anh lại mong họ có chuyện gì đó đấy. Vào bắt tại trận luôn. Người nhà đáp lễ. Người anh em giếm con đến sớm quá. Nghe nói ông chủ của anh bị ép tới dẹp lép luôn rồi. Tài xế chạy xe đó hoàn toàn không chạy luôn, chỉ ngồi trong xe đợi cảnh sát đến bắt. Nói là say rượu chạy xe. Tào lao, rõ ràng là đến lấy mạng của đại ca Ngô mà. Khi chúng ta uống rượu, đại ca Ngô oai phong cỡ nào. Bây giờ thật sự giống hệt như lời thoại trong tiểu phẩm đó vậy. Nói chết là chết. Mà nói chứ Lữ Minh Hạo này ác độc thật đấy. Vậy thì có cách gì? Đại ca Lữ người ta về lễ nghĩa, về hình thức đều không có vấn đề, không có ai bắt bẻ được gì hết. Vậy ý của anh là chuyện này cho qua như vậy sao? Không cho qua thì làm được gì? Mấy năm qua Thịnh Vinh Đường vẫn luôn một tay đại ca Ngô chống đỡ. Bây giờ ông ấy đã chết rồi, không ai có thể thừa kế được đâu. Này, ông ấy vẫn còn một đứa cháu mà. Là thằng ngu đó đó. Ở Thịnh Vinh Đường nhiều năm, hôm nay là ngày náo nhiệt nhất. Mỗi một người ở đây chung lôi đều từng gặp, nhưng chưa từng gặp cùng một lúc. Những người này hoặc cười hoặc giỡn, giống như đến dự tiệc, không phù hợp với không khí trong linh đường. Những người này không có tình cảm, chỉ vì lợi ích. Ngô Khánh Vinh đã chết, anh ta tiếp tục nhiệm vụ bằng cách nào? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chung Lôi rất lo lắng. Anh ta muốn tìm ra đáp án từ những người này. Hôm nay là ngày cặn bã tụ tập. Đám khốn kiếp này không biết đã hại biết bao nhiêu người. Đội trưởng Trương, vừa nhận được tin mấy người Đại Mễ và Voi dưới trướng Ngô Khánh Vinh chuẩn bị nhân cơ hội này rời khỏi Thịnh Vinh Đường,
kinh doanh riêng đấy. Liệu bọn họ có gây rối lên đường không? Chuyện này cũng khó nói được. Vậy chúng ta cứ theo dõi trước. Bọn họ không kiếm chuyện, chúng ta cũng không thể bắt người. Được, tôi biết rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Phải làm sao đây hả? Thiếm, thiếm đừng khóc nữa. Bên ngoài khách đều đến hết rồi. Thiếm phải cảm ơn người ta. Thiếm à, thiếm, chú bà con chết thảm quá. Sau này thiếm biết sống ra sao? Chú bà còn coi con như con ruột vậy. Lão già chết tiệt này chẳng bao giờ nghĩ cho thiếm. Chú bà nuôi con từ nhỏ tới lớn. Thiếm là thiếm ba của con. Sau này chỉ cần con có cái ăn, chắc chắn sẽ không thiếu phần của thiếm. Tháng trước chú bà con còn nói muốn đưa thiếm đi Hồng Kông mua trang sức cho thiếm. Bây giờ cái gì cũng không có. Vốn dĩ ổng còn nói em của thiếm mua xe mới ổng sẽ cho tiền. Nhưng bây giờ mất hết rồi. Mất hết rồi. Sau này thiếm phải làm sao? Sau này thiếm phải làm sao? Linda phải ra ngoài cảm ơn rồi. Mất hết rồi. Mất hết rồi. Anh Pháo, anh Pháo, đi thôi. Vốn dĩ ông định đưa tôi đi Paris chơi. Hai ngày nữa là đến ngày kỷ niệm. Còn nói là muốn đưa tôi đi chơi. Cô nói tôi có nói sai không? Được rồi, đừng nói nữa. Bây giờ cái gì cũng mất hết rồi. Được rồi. Cậu nghe coi, lúc nãy Bảy đã nói mấy lời gì? Tôi nghĩ là chú Vinh đã sớm nghĩ kỹ những chuyện này rồi. Đúng vậy. Chú ba tôi thông minh nhất. Nhưng mà bây giờ, được rồi, không nói chuyện này nữa. Anh thấy mấy người bên ngoài không? Tôi lo lắng bọn họ sẽ kiếm chuyện đấy. Ai kiếm chuyện? Ai cũng có thể. Anh nghĩ coi, lần này chú Vinh gặp chuyện quá đột ngột. Những việc cần bàn giao cũng chưa làm. Ví dụ như sau này Thịnh Vinh Đường do ai tiếp quản, và vị trí đại ca đó nữa có tiếp tục quy củ như trước không? Quan trọng nhất là nguồn hàng. Nguồn hàng rốt cuộc ở đâu? Không có nguồn hàng, Thịnh Vinh Đường không là cái gì hết. Vậy làm sao? Cái này thì chú ba chưa từng nói với tôi. Tôi chỉ biết phía trên chú ba còn có một người. Nhưng người này là ai, làm cái gì và ở đâu? Mấy cái này đều không biết gì hết. Đúng vậy. Nếu như một trong những đại ca ngoài kia biết cách liên lạc với người đó, liệu hắn có đá văng Thịnh Vinh Đường tự mình ngồi vào vị trí của chú Vinh không? Cho nên bất kể sau này ai ngồi vào vị trí của chú Vinh, anh cũng phải cản đường bọn họ. Tôi à? Tôi đâu có thể giành với họ. Tôi cản họ cái gì? Tôi biết, bình thường tôi chỉ thích nổ vậy thôi. Mấy việc khác tôi cũng đâu có làm được. Người bên dưới họ sẽ không phục tôi. Tôi tranh giành cái gì? Bây giờ chú ba không còn ở đây. Tôi chỉ là muốn đưa tiễn chú ấy đường hoàng. Chú ba đã nuôi dưỡng tôi tới bây giờ. Tôi còn chưa trả ơn được cho ông ấy. Bây giờ ông chết rồi. Tôi phải đưa tiễn ông tử tế một chút. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chút nữa phải dựa vào anh đấy. Nào, cúi đầu 3 lần. Người nhà đáp lễ.
Người nhà đáp lễ. Anh Pháo, đến giờ rồi, bắt đầu đi. Nếu như dựa theo quy củ của người Trung Quốc chúng ta, người đã chết, có những lời không dễ nghe cũng đừng nói. Còn nếu như trước kia có ân oán gì thì hãy xí xóa hết đi, đều là quá khứ rồi. Những chuyện này tôi chưa từng trải qua. Khi ba mẹ tôi mất, những việc này đều do chú ba tôi làm. Khi ông đến nhà tôi, ở bên cạnh anh Pháo nhiều năm như vậy, chúng tôi thường xuyên có những suy nghĩ hết sức mâu thuẫn. Một mặt, anh ta cảm thấy giận dữ về sự hèn nhát và vô dụng của anh Pháo. Một mặt khác, cũng biết chính vì sự vô dụng của anh Pháo mới có cơ hội cho anh ta đi vào nội bộ Thịnh Dinh Đường. Nhưng vào lúc này, cảm giác tức giận này lại lần nữa vượt lên tất cả. Sau khi Ngô Khánh Dinh chết, Chung Lôi hy vọng có thể thông qua anh Pháo hoàn toàn nắm giữ Thịnh Dinh Đường. Vậy thì anh ta sẽ có cơ hội lần tìm ra ông trùm vẫn luôn ẩn mình phía sau Ngô Khánh Dinh kia rốt cuộc là ai. Nhưng anh Pháo lúc này giống như đứa con nít vô tri ôm viên gạch vàng. Bên ngoài đều là xài lang hổ báo muốn thôn tính Thịnh Dinh Đường. Chung Lôi rất lo lắng. Anh ta phải dùng cách gì để giữ được anh Pháo và giữ được Thịnh Dinh Đường? Tôi ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy chú ba tôi đứng ở đó. Ông nói với tôi: Khôn à, đi với chú, chú nuôi con. Ở trong lòng tôi: Được rồi, không cần phiền tới cậu nữa, tôi đến rồi đây. Đại ca Lữ, nếu như anh đến dự tang lễ, xin hãy giữ quy củ. Còn nếu không phải, xin mệnh ra ngoài. Này, khi đại ca Ngô còn sống quan tâm đến quy củ nhất đấy. Bây giờ tự nhiên đùng một cái là chết tươi rồi. Nhưng chúng ta phải tôn trọng người chết. Người chết là lớn nhất. Anh Lữ Minh Hạo, mời bái tế. Ủa, là Chung Lôi đây mà. Bây giờ đến lượt cậu nói chuyện rồi sao? Lữ Minh Hạo. Anh Pháo, bình tĩnh một chút. Bây giờ bên ngoài đều là cảnh sát. Có chuyện gì, đợi qua hôm nay rồi hãy nói. Đại ca Ngô, đại ca Ngô, Thịnh Dinh Đường này của anh thật sự cần dọn dẹp lại rồi. Quá hỗn loạn. Khi anh còn sống, quả thật chúng ta có xích mích, thậm chí có hiểu lầm. Nhưng ngày anh chết, hiểu lầm này đã được giải quyết rồi. Tiếc quá, tiếc quá. Tôi chỉ cần nghĩ sau khi anh chết, Thịnh Dinh Đường không có ai chống đỡ được, tôi lại đau lòng giùm anh. Cho nên tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ coi như làm việc thiện, thay anh tiếp quản Thịnh Dinh Đường. Cũng hoan nghênh quý vị, cửa công ty của tôi luôn mở cho quý vị. Đại ca Lữ nghĩ nhiều rồi. Chú Dinh tuy đã chết, nhưng Thịnh Dinh Đường vẫn còn anh Pháo đây. Anh em của Thịnh Dinh Đường do Thịnh Dinh Đường nuôi dưỡng.
Không cần đại ca Lữ phí tâm. Trùng Lôi, mạng của mày đã xém chút bị chú Vinh làm mất rồi, mày còn muốn ngu ngốc bán mạng cho hắn. Anh Hạo, vậy tôi dẫn đầu trước nhé. Trùng Lôi, tôi không được bằng với cậu. Cậu có anh Pháo bảo kê, cậu chỉ cần lo cái thân cậu là đủ. Nhưng tôi cần phải nuôi gia đình. Hôm nay tôi không liều mạng, ngày mai tôi phải ngủ gầm cầu đấy. Theo tôi thấy, mọi người nên ngồi xuống thương lượng lại cho kỹ. Nhưng cho dù bàn bạc như thế nào, tôi nghĩ đại ca Lữ cũng không phù hợp. Mọi người thấy đúng không? Tôi có cái gì không phù hợp? Lúc bài rượu đó, đại ca Lữ đã làm rất tốt. Nhưng chú Vinh vừa mới đi ngay sau đó thì đã gặp tai nạn. Nếu như nói nó không có chút liên quan tới đại ca Lữ thì ai tin chứ? Tôi tin. Tôi thật sự tin. Vì tôi không có làm gì hết. Nên đến đều đến rồi. Người này có thể là ai? Rốt cuộc chú tôi chết như thế nào? Chuyện này tôi sẽ điều tra. Sau khi tôi điều tra được, tuyệt đối không tha cho kẻ đó. Tôi ủng hộ cậu. Ủng hộ cậu. Tên tài xế đó bị giam giữ ở nhà giam nào? Tôi sẽ phái người đi giết hắn. Không cần làm phiền đại ca Lữ. Ngô Khánh Vinh tuy đã chết rồi, nhưng Thịnh Vinh Đường vẫn còn. Từ hôm nay, Thịnh Vinh Đường sẽ do tôi quyết định. Cô à, cô là ai? Chào các vị. Quân Tử Lan, Lão Lộ, chào anh. Ông chủ Lan, Tiểu Lữ cũng đến rồi à? Vậy thì tốt. Nếu như quý vị đều ở đây, vậy tôi cũng tiện nói chuyện. Tôi và Lão Ngô hợp tác đã nhiều năm qua, vẫn luôn rất ăn ý. Thời gian trước tôi đến Quảng Hải, còn gặp mặt hắn vài lần, cũng nói chuyện rất nhiều. Bây giờ Lão Ngô xảy ra chuyện rồi, thật lòng thì tôi cũng rất đau buồn. Thịnh Vinh Đường là tâm huyết của Lão Ngô, cũng là do tôi một tay nâng đỡ. Dù là về công hay về tư, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn nó đổ xuống khi Lão Ngô chết đi. Dĩ nhiên tôi càng không chấp nhận nó có vấn đề gì xảy ra. Cho nên tôi mới quyết định để con nuôi của tôi, Lưu Ngọc Nhi, làm chủ Thịnh Vinh Đường. Hy vọng Thịnh Vinh Đường có thể vượt qua thời khắc khó khăn này. Nó cần có quý vị phối hợp đấy. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Tạm biệt. Các vị đại ca, bây giờ tôi chính thức tự giới thiệu. Tôi là Lưu Ngọc Nhi. Người này là trợ thủ của ba nuôi tôi. Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Trong số mấy người, hẳn đã có rất nhiều người từng gặp anh ta. Vậy thì khoan đã. Chúng tôi có biết ông chủ Quân Tử Lan,
Nhưng rốt cuộc ông chủ Quân Tử Lan có tư cách nhúng tay vào việc của Thịnh Dinh Đường hay không? Cho dù là có, cũng không có nghĩa là con nuôi của Quân Tử Lan cũng có tư cách này. Nếu dựa theo logic này, vậy không bằng trực tiếp giao Thịnh Dinh Đường cho anh Pháo là được. Ít ra anh Pháo còn là cháu ruột của chú Dinh. Nhưng chúng tôi có thể làm vậy không? Làm như vậy là hoàn toàn phá hủy Thịnh Dinh Đường. Anh đang nghi ngờ ba nuôi tôi sao? Anh có biết anh sẽ phải trả giá thế nào về sự nghi ngờ này không? Tôi không có ý đó. Tôi... Vậy thì anh nín đi. Hoặc là để người khác bịt miệng của anh lại. Lúc nãy cha nuôi của tôi đã nói rõ ràng rồi, tôi là đến giúp đỡ. Nhân sự và quy tắc vốn có của Thịnh Dinh Đường sẽ không có quá nhiều thay đổi. Tất cả quan trọng là ổn định. Nói rất hay. Rốt cuộc tôi đã hiểu rồi. Dạo này có một cái từ đang nổi tiếng là cái gì ta? Dựa vào hơi ba. Vị mỹ nữ này cũng là thắng nhờ dựa vào hơi ba. Anh nói đúng đi. Tôi dựa hơi ba tôi. Không phục sao? Nếu như anh cảm thấy tôi tiếp quản Thịnh Dinh Đường là sai, anh có thể trực tiếp trao đổi với ba của tôi. Sao vậy? Có cần tôi gọi điện cho ông ấy ngay bây giờ không? Đi. Cúi đầu lần một. Khi Lưu Ngọc Nhi xuất hiện tại Linh Đường, Chung Lôi lúc đó cảm giác như sét đánh ngang tai. Anh ta từng nghi ngờ thân phận của Lưu Ngọc Nhi, nhưng tuyệt đối không ngờ cô ta lại là con nuôi của ông trùm bí ẩn Quân Tử Lan đó. Chung Lôi càng không rõ Lưu Ngọc Nhi tiếp cận mình là một sự bất ngờ hay là có âm mưu. Nhưng có một điều Chung Lôi biết rõ, đó là anh ta có cơ hội lần rõ thân phận của Quân Tử Lan. Đội trưởng Trương, chú cảm thấy tình hình tôi vừa báo với chú như thế nào? Cậu mau lên đi. Đội trưởng Trương, đây là tài liệu về Lưu Ngọc Nhi mà chú cần. Chỉ có vậy thôi sao? Mấy cái này tôi biết hết rồi. Tôi cần cái gì mà tôi chưa biết đấy? Ai biết được chú cần cái gì chứ? Đội trưởng Trương, Lưu Ngọc Nhi này rốt cuộc đang làm gì vậy? Tôi điều tra rồi, không nhìn ra cô ta và những người này có quan hệ gì. Nhưng hôm nay cô ta lại xuất hiện trong tang lễ của Ngô Khánh Dinh, chứng tỏ thân phận của cô ta tuyệt đối không đơn giản. Lưu Ngọc Nhi vừa tiếp quản Thịnh Dinh Đường, cậu đi nói với Đàm Bối Bối kêu cổ điều tra thêm một người tên Kevin. Dạ.
Lôi tử, tôi đau đầu. Anh Pháo, anh nói Quân Tử Lan này là ai vậy? Tại sao tất cả mọi người đều nghe ông ta? Tôi thật sự không thể hiểu được. Tôi cũng chưa từng gặp. Tôi đều là nghe chú tôi nói. Chú tôi nói toàn bộ hàng đều là từ chỗ Quân Tử Lan đấy. Không có Quân Tử Lan thì sẽ không có Thịnh Dinh Đường. Nếu không có Thịnh Dinh Đường cũng không có mạng lưới mua bán ma túy lớn nhất toàn Đông Nam. Cậu nói coi, nếu như không có mạng lưới này thì chú tôi cũng không chết. Cậu nói coi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bây giờ chúng ta còn phải cảm ơn Quân Tử Lan. Đúng vậy, nếu không có ông ta thì đã bị tên khốn kiếp Lữ Minh Hạo kia giành mất rồi. Vẫn cần phải cảm ơn ông ta. Lôi tử, chú tôi chết rồi. Mà này, cái cô hôm nay tên là gì vậy? Lưu Ngọc Nhi. Không phải, có phải từng gặp cô ta rồi không? Tại sao tôi nhìn thấy cô ta thấy quen quen vậy? Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Tôi cũng phải cảm ơn cô ta nữa đúng không? Lưu Ngọc Nhi, Quân Tử Lan. Mạng lưới này rốt cuộc là lớn cỡ nào? Ai vậy? Anh mắt kiến, tôi là Lưu Ngọc Nhi. Cô Ngọc Nhi, lần trước Lữ Minh Hạo cướp hàng của Ngô Khánh Vinh, ít nhất có một nửa là do anh bán ra. Cô Ngọc Nhi, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm rồi. Anh kêu Đào Đen nghe điện thoại đi. Chị Đào, Ngọc Nhi kiếm chị. Tôi đây. Con của chị đi học ở quê, hình như thành tích không tệ lắm. Nghe nói nó còn là lớp trưởng nữa. Tôi tin chị anh Đào là người thông minh. Đưa điện thoại cho Lạc Đà. Tôi đây cô Ngọc Nhi.
Alo, cô yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ ủng hộ. Cứ yên tâm, Thịnh Dinh Đường ở trong tay cô Ngọc Nhi chắc chắn sẽ hưng thịnh lại rồi. Lão Ngô dưới suối vàng cũng nhất định sẽ yên tâm. Xong rồi. Tôi nói mà, không có khó đâu. Cô chắc chắn không cần tôi lại phụ giúp chứ? Không cần. Nếu nhanh ở lại, tôi sẽ không có cảm giác thành công. Có tụi Phúc Tử và Diệu Dương là được rồi. Phải rồi, anh thấy tên Chung Lôi kia như thế nào? Chỉ mới gặp một lần, không dễ phán đoán. Cô phải hiểu anh ta hơn tôi chứ? Đúng vậy, anh ta là một hòn đá vừa thúi vừa cứng, nhưng mà cũng rất hợp với khẩu vị của tôi. Anh đợi đó, coi lần này tôi dạy dò anh ta như thế nào. Lôi Tử, chúng ta làm gì bây giờ? Anh coi bộ mặt mấy người đó đi, nhất là cái tên Kim Nham gì đó, thực sự muốn lên cho hắn vài cái bạt tai. Còn có cái tên Lữ Minh Hạo gì đó, tôi thực sự không hiểu tại sao ba tôi dung túng cho hắn. Người này nhìn cũng biết là loại sói vô tình vô nghĩa. Nuôi sói không phải là muốn có sự trung thành, mà muốn nó phải ác. Nếu không, Ngô Khánh Vinh đã một tay che trời rồi. Vậy con sói đó bây giờ đã vô dụng rồi, giữ anh ta lại làm gì? Giữ lại hắn ta chắc chắn có lý do. Cô đừng đoán mò nữa. Trước khi đi, tôi sẽ dẹp bớt mấy hòn đá cản đường, còn lại thì giao cho cô. Lôi Tử, tôi nghe nói Nhiếm Con chết rồi. Địa bàn của hắn đã bị Lưu Ngọc Nhi dẫn người đến thu lại. Theo lý mà nói, Nhiếm Con là người đứng về phía chúng ta. Bây giờ tôi cũng hồ đồ luôn. Còn nói Lưu Ngọc Nhi này, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Lưu Ngọc Nhi, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Đại Hải, qua đây. Sao vẫn chưa về? Tôi không biết nên đi đâu. Anh Kim biến mất rồi. Kim Nham làm chuyện có lỗi với Thịnh Dinh Đường, sau này ít tiếp xúc với hắn một chút. Vậy sau này tôi nên đi đâu chứ? Sau này cậu theo tôi. Được, anh Lôi. Đi. Anh Hạo. Anh Hạo. Anh Hạo, anh phải cứu tôi đi. Dựa vào đâu? Anh Hạo, tôi thật sự hết chịu nổi rồi. Bây giờ người của Thịnh Dinh Đường đều đang tìm kiếm tôi. Quảng Hải lớn như vậy, chỉ có mình anh Hạo là cứu được tôi. Ít nhiều cậu cũng ở Thịnh Dinh Đường hơn 10 năm, tại sao không có chút quan hệ nào chứ? Chỉ mới có một con nhỏ đến đây đã khiến cậu hoảng hốt chạy trốn. Thật đáng buồn.
Anh Hạo, bây giờ người đi theo tôi đều đến chỗ anh rồi. Một mình tôi, ý cậu là tôi giành người của cậu à? Tôi không phải anh Hạo, tôi không có ý đó. Tôi sợ nếu như bọn họ biết được là tôi giúp anh giết Ngô Khánh Vinh, vậy tôi... Phim được dịch và lồng tiếng tại iFilm TV. Không thể nói linh tinh. Ngô Khánh Vinh chết thì liên quan gì tôi? Đúng, là tai nạn, là tai nạn. Kim Nham, sau này cậu có thể đi theo tôi. Không có ai dám đụng vào cậu. Nhưng tôi muốn biết cậu có thể giúp tôi làm cái gì. Đơn giản mà nói là cậu có giá trị gì để tôi cần có cậu. Anh Hạo, anh yên tâm, sau này cái mạng của Tiểu Kim tôi chính là của anh. Được rồi, Thái Sơn. Anh Hạo, sau này cho hắn ta theo cậu, dạy dỗ cho tốt, dẹp sạch mấy thói xấu của hắn ta ở Thịnh Vinh Đường bao nhiêu năm qua cho tôi. Dạ rõ. Cảm ơn anh Hạo. Cảm ơn anh Hạo. Dẫn hắn đi tắm đi, bốc mùi quá. Đi. Vậy tôi đi trước nhé. Hạo à, tôi thấy Kim Nham này không phải là người ngoan ngoãn. Giữ lại thì e là... Hắn ta ở Thịnh Vinh Đường nhiều năm như vậy, nhất định là biết nhiều hơn chúng ta. Không ngoan ngoãn không đáng sợ, chỉ cần khiến hắn trở nên ngoan ngoãn, chắc chắn hắn là một con chó vô cùng nghe lời. Giơ tay lên, nếu không tôi giết anh. Làm ơn đi, ít nhất anh cũng phải giả bộ sợ hãi một chút mới được chứ. Thái độ của anh kiểu gì đây? Tôi đâu có làm gì anh. Xin lỗi, lúc trước tôi không biết thân phận của cô hiển hách như vậy. Tôi còn nổi nóng với cô, không tốt với cô. Bây giờ tôi xin lỗi cô.